Xin chào quý vị trở lại với phần 2 của chương trình hôm nay, nói về chủ đề là cắt mí mắt mà là đối với nam giới chứ không phải là nữ giới. Trong cái phần đầu của chương trình thì khách mời đã nói về cái vấn đề là ảnh đã có vấn đề này 5 năm mà ảnh cuối cùng ảnh mới nhờ bác sĩ giúp đỡ, và thật sự ra thì kết quả nó lại rất là mau lẹ để đến mặc dù đã qua 3 thời kỳ. So Nicole, we were talking about the 3 stages. It takes all together 6 months, yours is 8 months. What is the result now if say one is, you know, not very good and 10 is great? If you have to rate it, what is it? 10. 10, all right. So mà Trình hỏi không hỏi trước nha quý vị. Cái show này là người thật việc thật. Có sao nói vậy và không chuẩn bị trước. Một là dở, 10 là xuất sắc. Anh nói là anh cho 10 đối với kết quả đó. You before that you said, you know, your friends were making fun of you and you didn't feel confident and all that. Now 8 months after, how do you feel? Oh, much better, way better. Much better, way better. Okay. Yeah. What about your friends? Do they say anything? They don't say nothing no more. They don't say. Well, before they always asked me the You always look tired. What happened? You don't sleep enough. You're sleeping all the time. So, and now? Okay, yes. No, they don't say nothing. Okay, and so how does that make you feel? Oh, much better. It feels good. Hiện giờ thì Trình hỏi nó là sau 8 tháng thì anh cảm thấy thế nào? Nó cảm thấy rất là good, rất là tốt, vui. Còn bạn bè thế nào thì anh nói là bạn bè ảnh bây giờ là không còn chọc anh nữa và không nói gì nữa luôn. Coi như là hoàn toàn tịt ngồi luôn, không biết gì. Nó làm cho ảnh tự tin hơn. But what about your family? I mean, you mentioned that you have kids, you have children. Yeah. How old are they, and what have they said? Well, I have only 2 sons. Okay. Mm-hmm. How old are they? 32 and 26 years old. Okay. Oh. Wow. Yeah. And what do they say? That you look more handsome. Do that. So they encourage you to do it. Yeah, handsome and younger. I said, oh, thank you. Younger and handsome. All right. So, very còn good. Anh có 2 đứa con, 2 đứa con trai. Đứa 36 tuổi, đứa 26 tuổi mà anh nói rằng là 2 đứa con ảnh nó đều khen ảnh là trẻ hơn, đẹp trai hơn. Điều này chứng tỏ rằng là đàn ông, đàn bà gì thì cũng cần phải tự chăm sóc cho mình. Nhưng mà có lẽ là bác sĩ cũng đồng ý với Trịnh Hội là chúng ta có ít khách mời nam giới. Dạ. Và vì vậy cũng bác sĩ cũng ít khách hàng là nam giới, phải không? Tại sao có cùng những cái vấn đề mà có thể sửa được, làm cho người ta tự tin hơn, vui hơn, bạn bè thích hơn, mà lại đàn ông lại không thích thấy nhiều, bác sĩ? Dạ, người đàn ông đó hình như là họ không có thắc mắc về sắc đẹp nhiều bằng đàn bà. Và họ phải có cái người nào mà thúc đẩy như là một người nữ trong đời đó, thì họ mới để ý hơn. Nhưng mà lúc mà tới như là hoàn cảnh của ảnh đó, bị bạn bè chê thì ảnh phải đi kiếm để làm thôi. Mà Hạnh cũng rất là mừng là ảnh tin tưởng đến văn phòng và đến Hạnh để cho Hạnh phép làm việc, mà làm việc như ý. So Hạnh rất là thấy vui lòng. Hạnh nghe được là tin là vậy, và Hạnh love my job, cho nên Hạnh càng hăng say làm việc thêm nữa. Nhưng mà Trịnh Hội lại muốn hỏi bác sĩ là với cái kinh nghiệm bác sĩ về những cái người khách hàng của nam giới đó, bác sĩ có lời khuyên nào không dành cho những người nam giới đang lắng nghe chương trình, hoặc là những người phụ nữ đang lắng nghe nhưng mà lại có chồng, có người yêu, có cha chẳng hạn, có ba của mình mà cứ như cảm thấy mệt mỏi mà không cảm thấy tự tin, thì lời khuyên bác sĩ là gì? Ai cũng có thể làm cái này hết. Không phải là chị nữ không, mà nam cần phải làm, tại vì cái nét già đó nó ảnh hưởng tất cả mọi người. Vâng. So cứ làm đi, mà bây giờ cái phương pháp, cái technology rất là nhẹ nhàng. Cả hai đôi mắt, cả hai cái mắt là chỉ có một tiếng thôi để giải phẫu. Và chỉ cần một tuần là, chỉ cần chỉ một cần tuần một tuần để nghỉ làm và nghỉ ngơi, mà mình hưởng được rất là lâu dài, tại vì giải phẫu nó có thể bền tới 10 năm hay hơn nữa. Wow. So the doctor was telling us that the result can last for up to 10 years if not more. Would you advise other men out there or women who have boyfriends, husbands, fathers that were in the same shoes as you? What would be your advice to them? Well, first of all, I recommend doctor. 100%. First of all, you recommend the doctor. Thank you. I didn't ask you that, but you gave it to her. Good. And I talked to my friends about the doctor too. That you also told your friends about it. To the clinic. Yeah, and she told me that at least it's going to be
good for 10 years. Right. Which I like. Okay, so what would you advise to other men out there like you? Yeah, to go do the surgery. Just go and do it. Yeah. Okay. If you know the result now, would you do it earlier? Oh, yes, definitely, yes. Okay. Yeah. All right. But at the beginning, I'm a little scared, you know. Yeah. And that's what I actually want to share. Thưa quý vị, cái điều mà Trình Hội rất rất là muốn chia sẻ với quý vị đó là sau 12 năm làm việc thì cái câu trò hỏi mà Trình Hội hỏi ai cũng vậy là nếu biết cái kết quả như thế này thì bạn có thể làm sớm hơn không? Câu trả lời luôn luôn là tôi luôn luôn lẽ ra phải làm sớm hơn. Điều đó có nghĩa là gì? Là tại vì kết quả nó dễ đạt được, nó hiệu quả, nó không đau. Tại vì ảnh nói đầu tiên ảnh sợ đau. Nhưng mà cuối cùng là ảnh nói là ảnh rất vui vẻ để mà mong là tất cả mọi người lắng nghe, đặc biệt là nam giới biết tự chăm sóc mình giống như là anh Nicole hôm nay. Another question, does that make you feel more confident and does it help you with your work? Because you said you in customer relations, at USC, relation. Right? Yes. Has it helped you with your work? Oh, yes, definitely, yes. Mm. Yeah. How? Yeah. Well, first of all, I feel much better than before. Okay. Yeah. Okay. Trình Hội biết là ảnh đang làm việc cho trường đại học USC về vấn đề gọi là liên lạc với mọi người. Thì Trình Hội hỏi là nó có giúp cho công việc của ảnh hay không? Và ảnh cảm thấy thế nào? Thì nói đúng. Tại vì ảnh cảm thấy tự tin hơn, ảnh cảm feel better. Thành thử là ảnh cảm thấy ảnh giúp được công việc nhiều hơn. Bác sĩ nghĩ về thế nào về cái lời chia sẻ của ảnh? Hạnh mà nghe được như vậy đó, Hạnh thấy rằng là cái chia sẻ rất là hay. Tại vì cái này, cái giải phẫu nó cũng đơn giản thôi, không có đòi hỏi nhiều thì giờ mà được đạt được cái hiệu quả. Mà còn hơn là ảnh nghĩ nữa, tại sao không làm? Yeah. Và đặc biệt hơn nữa là ý nói là nó có giúp được cho công việc của ảnh luôn. Bởi vì Trình Hội có cảm giác giống như là mình thường chỉ nói chú trọng là sửa sang sắc đẹp rồi cho mình đẹp hơn. Nhưng mà Trình Hội thấy đó, đúng là đặc biệt là đối với đàn ông đó, cái sự tự tin nó giúp cho ảnh trong công việc rất là nhiều. Và dĩ nhiên ảnh cũng may mắn là có gia đình ủng hộ. Chứ Trình Hội thấy là nhất là trong gia đình Á Châu của mình, thường đàn ông lại không được ủng hộ đi làm những cái chuyện gọi là chăm sóc tự bản thân mình. Nhờ bác sĩ nói hơn một tí xíu về vấn đề maintenance. Yeah. Để làm sao ảnh tiếp tục giữ được gương mặt như vậy. Dạ vâng. Maintenance là sao? Để mình giữ cho nó lâu bền đó, là mình đừng nhíu cái mắt. Mình đừng nhíu là bằng cách rằng là nếu mà mình cần phải đọc sách mà mang kính đó thì cứ mang đi. Nếu mà ra nắng thì mang kính mát để mình đừng cứ nhíu mắt với cái ánh sáng. Và nếu mà tự mình cứ nhíu mắt hoài như là anh Trịnh Hội kia nói chuyện là cái lằn khía này nó hiện ra, thì mình chích Botox sẽ cho mình bớt cử động mấy cái vùng đó, là nó sẽ giúp cái chân mày nó nâng lên, là cái mí mắt mình nó không có bị bụp. So đó là cái mà đơn giản mình có thể tự làm cho mình. Vâng, đó là mong quý vị sẽ tiếp tục lắng nghe bác sĩ, chứ đừng như Trịnh Hội lúc nào cũng nhíu mày. Tại cái này cái tật rồi, thành ra là sẽ cố gắng nhớ. So we don't have a lot of time left. Is there any advice you would like to share as fellow men out there who want to get more treatment and to take care of themselves? Well, like and please look at the camera and say and tell them. Yeah. Like I say, I feel way better than before. And I recommend to every man up there to go do the surgery like me. Don't be scared. Yeah, anh nói là thứ nhất là đừng lo ha. Tất cả chúng ta nên, ai cũng nên đi làm nhờ bác sĩ giúp cái vấn đề đó. Cái câu trước đây Trình Hội quên dịch đó là ảnh recommend, là ảnh rất muốn giới thiệu cái văn phòng bác sĩ đến với lại tất cả mọi người. Mặc dù đó là cái điều không phải là Trình Hội hỏi, nhưng mà cái điều là ảnh muốn nói ra. Và Trình Hội cảm thấy giống như là cái show này đó, ngoài cái việc là giúp cho bác sĩ có cơ hội để mà chia sẻ những cái thông tin mới nhất về y tế, cái điều quan trọng hơn nữa là mình phải nói sao, mình là đàn ông đó, mình học được thêm những cái điều gọi là tự chăm sóc bản thân của mình và phá vỡ đi một số điều mà mình cho rằng nó là chỉ là liên quan đến phụ nữ, nhưng mà không, đây là về vấn đề khỏe, trẻ, đẹp, mà ba vấn đề này thì cả nam giới lẫn nữ giới ai cũng cần phải quan tâm, phải không bác sĩ? Và đẹp cho tâm lý của mình nữa. Vâng, cái điều mà Trịnh Hội muốn nói rõ hơn đó là đúng là đối với nam giới đó,
cái điều làm cho họ nhìn khỏe hơn. Tại vì bạn bè đó nói với ảnh rằng là ảnh nhìn vừa mệt và buồn ngủ, trong khi con người ảnh thì không có cảm thấy mệt và buồn ngủ. Thì khi mà nó làm lên như vậy thì ảnh nói là ảnh cảm thấy feel better, và vì vậy nó giúp được cho công việc của ảnh. Đó là cái điều mà Trình Hội nghĩ nó quan trọng, bởi vì đàn ông của chúng ta đó thường cho công việc nó quan trọng nhưng lại không chăm sóc bản thân mình để mình có thể làm cho công việc của mình nó tốt hơn. Trình Hội cũng phải xin nói thêm đó là Trình Hội đây đó, nhờ làm trong cái chương trình này thì mới hiểu rõ được thêm về cách tự chăm sóc bản thân mình. Và tâm chăm sóc bản thân mình không phải là phải đi căng da mặt hoặc là làm cái này làm cái nọ như người phụ nữ, nhưng vẫn cần phải học được những cái cách như là đừng có nhíu mày nhiều chẳng hạn, ăn uống điều độ chẳng hạn, sức kem dưỡng da khi mà đi ra ngoài, phải không bác sĩ? Dạ đúng vậy. Vâng. Có lẽ là bây giờ thì show nó đã xong rồi, nhưng mà mong quý vị để ý hơn nữa, đặc biệt là đàn ông, và đặc biệt những người phụ nữ có những người đàn ông trong đời, thì cũng cố gắng khuyến khích họ. Tại vì chính cá nhân Trình Hội đây đó, là nếu như mà trong đời mình không có những người phụ nữ như là Hạnh chẳng hạn, vừa là đồng nghiệp mà vừa là bạn của mình, chia sẻ những cái điều gọi là Hội, you cần phải làm cái này, you cần phải làm cái nọ, thì mình sẽ không bao giờ mình làm. Yeah. Phải không ạ? Yeah. Nhờ bác sĩ có đôi lời trước khi chia tay. Dạ vâng, cho mọi quý khách ngoài đó, Hạnh hy vọng rằng là show hôm nay có nhiều cái tips để giúp cho quý vị tự săn sóc và giúp cho mấy người trong đời của mình đó tự săn sóc cho họ. Yeah. Và xin chào quý vị và mong rằng là sẽ trở lại với chương trình với một cái show khác tuần sau. Your last words to the audience. Thank you for the invitation. And doctor, you do a good job to me. Thank you. Okay. I didn't ask for that too. Vâng, thưa quý vị, là lời chia tay của ảnh là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, mời ảnh lên chương trình, và cảm ơn luôn bác sĩ đã giúp cho ảnh có một kết quả mỹ mãn. Hẹn gặp lại trong show tới nha. Bye for now. Kính chào quý vị đến với trung tâm Skin Zone khỏe trẻ đẹp với sự quản lý điều hành của bác sĩ Hannah Vũ với hơn 20 năm kinh nghiệm. Văn phòng chúng tôi có dịch vụ căng da mặt, nâng ngực, hút mỡ bụng, cắt mí mắt, cấy mỡ vào mông, ngực và mặt với phương pháp tối tân không cần gây mê, an toàn và hồi phục nhanh chóng. Trung tâm Skin Zone có 22 loại máy laser tối tân khác nhau để chăm sóc da cho quý vị như da nhăn, ruột ruồi, cốc, tàn nhang, nấm, đồi mồi, rỗ, sẹo, tẩy lông vĩnh viễn và xóa sâm. Dưới cặp mắt nghệ thuật và bàn tay khéo léo của bác sĩ Hannah Vũ, quý vị sẽ có được kết quả trẻ đẹp tự nhiên như ý muốn. Văn phòng chúng tôi có chích Botox và filler và kem dưỡng da. Xin quý vị liên lạc ngay với văn phòng ở Santa Ana và Alhambra, California để lấy hẹn tham khảo miễn phí.